nghe pháp bảo xin các ngài đạo giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma con đem hết lòng thành kính na làm lễ đức phật qua đó ngài là bậc a ra hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính na làm lễ đức phật qua đó ngài là bậc a ra hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính na làm lễ đức phật qua đó ngài là bậc a ra hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Itiviso phát ra qua a ra hăng đức thế tôn hiệu a ra hăng bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Sam ma sam buột thâu đức thế tôn hiệu sam ma sam buột thâu bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Quyết cha cha ra na sam banh nô đức thế tôn hiệu quyết cha cha ra na sam banh nô bởi ngài toàn đặt ba cái giác tám cái giác và 15 cái hành. Sugato đức thế tôn hiệu Sugato bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc bậc sanh bậc diệt đại niết bàn. Lokavidu đức thế tôn hiệu Lokavidu bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro đức thế tôn hiệu Anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Bodhisattva-ma-sa-ra-thi đức thế tôn hiệu Bodhisattva-ma-sa-ra-thi bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sa-tha-đệ-va-ma-nu-sa-năng đức thế tôn hiệu Sa-tha-đệ-va-ma-nu-sa-năng bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddha đức thế tôn hiệu Buddha bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết về. Phagavati đức thế tôn hiệu Phagava bởi ngài đã siêu xuất tam giới tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nạc thì mê sa ra năng anh nhân buộc thờ mê sa ra năng và răng ê tê nà sát cho quách chê na hô từ mê cho giá măng gà lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sakkhato Phagavata Thẩm Mô nghĩa là tam tạng pháp bảo của đức thế tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm Mô là pháp thanh có chính hạng bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditthikô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akkhalikô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibhassikô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayikô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát-cha-tăng-vê-đi-ta-bồ-huynh-như-hi-ti là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thấy tự nơi tâm.
Na thì mê sa ra năng anh nhân thâm mờ mê sa ra năng quả răng hệ tề na sát cha quát chê na hô tu mê cha già mặn ga lăng chẳng có chi đang con phải nương theo chỉ có pháp bảo là quý bảo nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sakhato Phagav Sapati bạn nợ phá ra quá tờ xa và cả sẵn khô dạ con xin sám hối ạ. Sapati bạn nợ phá ra quá tờ sa hoặc cà sẵn khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Chắc con rồi, con sai chỗ nào rồi? Sabbatibhāno bhagavato sa hoặc cà sẵn khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchubatibhanno bhagavato sa vaka sankho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayabatibhanno bhagavato sa vaka sankho tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi ăn lạc dứt khỏi các sự thâm khổ. Sami tiết bạn nơ khóa gá quá tơ sa và ca sẵn khô tăng là các bậc kinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ và đi đăng chặt tả đi bu đi xã dư gan đi tăng ni đếm đôi thì có bốn bậc tăng đã đặt đạo cùng quả tu đà hoàng tăng đã đặt đạo cùng quả tư đà hàm tăng đã đặt đạo cùng quả a na hàm tăng đã đặt đạo cùng quả a la hán attha buddhi sa phục ga la tăng nêu đếm triệt thì có tám bậc tăng đã đặt đạo tu đà hoàng tăng đã đặt quả tu đà hoàng tăng đã đặt đạo tư đà hàm tăng đã đặt quả tư đà hàm tăng đã đặt đạo a na hàm tăng đã đặt quả a na hàm tăng đã đặt đạo a la hán tăng đã đặt quả a la hán ê sa pha ga quá tơ sa và ca sẵn khô chữ tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật a hồ nay vô các ngài đang thọ lạnh buôn món vật dụng của tỉnh thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồi nãy vô các ngài đang thọ lạnh của tỉnh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặng khi nay vô các ngài đang thọ lạnh của tỉnh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng anh cho đi cá ra nị vô các ngài đặng cho chúng sanh lễ bái anuột ta răng buột nha khát ô ca sa ti các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu vì kịp na thì mê sa ra năng anh nhân sẵn khờ mê sa ra năng quả răng ê tê na sát cha quát chê na hô tứ mê cha già mặn gá lăng chẳng có chi đang cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quanh đa mi chê tí văn sầm bằng sầm ba tha mê sư ba tinh thi tăng xa ri rì ca tha tu ma ha bồ thiên bồ tha rũ băng sa ca lăng sa đa con xin thành kính đành lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôi dạy tỏ tường a năm điều quan tượng phải thường xẹt ra ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn
Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đang an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình. Ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sa bê sa ta a bê ra hôn tu su khi ta hôn tu ni tu ca hôn tu anika hôn tu di kha yu ca hôn tu aroga hôn tu sambati hi samit chan ta su khi a ta năng ba di ha ran tu du kha ba ta Chanit dukkha phayavata chanit phaya so kapata chanit so kahon tu sabbe ibani nu. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma văn phan tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti giảm bi ma văn phành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ giảm bi ma văn phan tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành thứ ba. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Phan Đàn thay mặt chư truyền trao tam quy ngũ giới hàng Phật tử của chúng con. Dạ sa thú lành thai, con kính nhân mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Chư thiền chư lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chị Nhật Quỳnh, Quỳnh Sơn Xuân, chị Hồng Nhật, chị Diệp Nguyên, chị Meta, chị Trăng Thư, Trăng Thu, chị Kỳ Lâm, chị Duyên và Vũ Năng Chiều. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy vùng ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đa hăng sa năng gai chư hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đa hồng mong sa năng gai chư hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sa năng gai chư hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy tăng. Đô ti yam bi buddha hăng sa năng gai chá hàm bi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đô ti yam bi đắc măng sa năng gai chá hàm bi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đô ti yam bi sang ca hăng sa năng gai chá hàm bi, con đem lên lòng thành kính xin
quy lần thứ nhì. Tạ ti yam vi bu đăng sa nang ga cha ham vi, con đem lòng thành kính xin quy lần thứ ba. Tạ ti yam vi đăng mang sa nang ga cha ham vi, con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ ti yam vi sang căng sa nang ga cha ham vi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt đăng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Họp mang saranam gacchami, hết lòng kính xin quy Phật. Sangham saranami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đồ ti giam bi bụt đăng saranam gacchami, con đem kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ tỳ giả tham mang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính đi pháp lần thứ nhì. Đồ tỳ giả mi sang khăn sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng thứ nhì. Đồ tỳ giả mi bất đẳng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Đồ tỳ giả mi tham mang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tật tỳ giảm bi sang khăn sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ga năng tạ vị năng pháp di tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ con xin vâng. Bà na thị ba ta về ra mà ni thế khao bất đẳng sa ma diao mi, con xin vâng điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mà ni thế khao bất đẳng sa ma diao mi, con xin vâng điều học là quy khi chánh trôm cà mê su mi cha ra về làm mà đi sinh hoạt đang sinh hoạt mi sinh hoạt về điều học là khi chánh xa sự tà hạnh mụ sa wa đa về làm mà đi sinh hoạt đang sinh hoạt giao mi còn sinh hoạt về điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me ra nhà mai chấp ma đa na về là mình đi sẽ khó bất đẳng sa ma đi yam bi còn xem bây giờ điều hầu là quy chánh xa si uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta về ra mani sĩ khả ba đăng sa ma đi yam bi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự xa sanh. A đến na đa na vệ đa ma ni sĩ khả ba đăng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vệ đa ma ni sĩ khả ba đăng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mẫu sa qua đa vệ đa ma ni sĩ khả ba đăng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê đa ya ma cha ba ma đa tha na vệ đa ma ni sĩ khả ba đăng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và ca chất say. Ít mà nị bàn chả sĩ khá bạc đá nị sa tu căng cả tô áng áp bá mà đê nà nị chả cả lăng sa mà rắc khí tạp băng. Như Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra quy như hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui.
A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tích, sì lê na phô ca sâm bát đàn, sì lê na ni phu tinh doan tích ta sâm mang, sì lăng vị sô tha dê. Tha chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng khổ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhân. Xa thuộc lành thay phước lành có ruột tam ăn ghê nà quan đê hăng ba đà phẳng sum và ruột tam ăn Bụt thệ vô ca li tạo đô sơ bụt thô khả mạ tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn y thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sao tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê nà quan đê hăng ba đà phẳng sum và ruột tà măng bụt thệ ô ta mang ghê na quan đê hăng thăm anh cha được vị thăng và răng thăm mê vô ca li tô đô sơ thăm mô kha ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ô ta mang ghê na quan đê hăng sanh cha đu vi thoát tam ăn sằng khê vô ca li tô đô sô sằng khô kha ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thạnh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo sao tội lỗi ấy mà con. Yo bana thamma nu thamma patibanno viharati sami chi patibanno nu thamma chari so tathagatang sakkaloti karu garoti mane ti buche di paramaya puchaya patibhakta puchaya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sapapa basa karanang kusala saubasam bada sacitta pariyo dapanang etang buddhai nasa sanang. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Ba đời Phật dạy. Thanti paramang tapo tikha nibbanam paramang vadanti buddha nahi pappat to varu bhakati samano ho ti parang vi he tha dân tô. Những ngày pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anubhavado anubhakhato patimokhe cha sangvaro mattan yuta cha patasmin bantan cha janasanang atichitte cha ayogo etang buddhai nasa sanang. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chủ hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Si tham mắt thu si tham mắt thu si tham mắt thu y đăng phá lăng e tas minh ra ta nắp ta giác minh xăm bát sa ta ta sô. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, thành tựu mỹ mãn. Thành con đã tạo ra an ca thứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện sau này dù tạo mấy lần từ chưa làm chưa não sớm yên nào kỳ điểm sao
Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo tịnh độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bên. Nguyện sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học cho định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cô sa la cầm măng cách tập bằng ký thi dặn mà cả dê nà quả cha mà nà sa thì đà sẽ sư ra tăng cả tăng dê sa ta sa nhị nở và thi dê cha sa ta sa nhị nở cả tăng buồn và pha lăng mày hằng sa phê pha ghi pha quan tu tê dê tăng cả tăng suy đi tăng đinh năng buồn và pha lăng mà giả dê cha ta ta nà cha năn thì đế qua gần tờ này dễ đại dâm sắp bê lô cầm thì dễ xa ta chỉ hoàn ta ra hê chú ca má muộn nằm cô chà năng sắp bê là khoan tu mà mã chê ta xa ti ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nhiều nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên thiên phàm cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng nga nga phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hạ bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật vô tâm mát tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Sơn Suốt, kính chào Banh Nha Sila, kính chào Diễm Nguyên, mến chào chị Metta, mến chào Trăng Thư, mến chào Thi Lâm, mến chào Duyên, kính chào Vinh Kinh. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ bây giờ cũng vừa đúng giờ để đạo tràng chúng con học bài Di Diệu Pháp ngày hôm nay do Vinh Kinh hướng dẫn. Dạ cảm ơn Vinh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính cùng kính mời Vinh Kinh đăng đàn để điều hợp buổi học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Vinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Vinh? Vinh cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời Vinh ạ. Dạ sa trú lành thai. Dạ kính mời Vinh. Alo, 1, 2, 3, alo, dạ, quý vị nghe rõ mà. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính lễ sư Trí Đức, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay chúng ta trở lại tiếp tục học phần tâm sở và tâm phối hợp.
Thì rồi chúng ta đã học được cái phần đầu là tâm sát tà tha, phối hợp với tâm. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ hai. Và cũng có bài Pali thì đã gửi cô Nhật Quỳnh, thì cô Nhật Quỳnh sẽ post lên để quý vị cùng nhau mình đọc để tạo được nhiều phước báo. À, trước khi vào buổi pháp hội cho chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Samanta chakkavalesu atra gacchantu devata sathammang munirachansa sunantu sakamokkhalang. Amat savanakalo ayam padanta. Amat savanakalo ayam padanta. Amat savanakalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Samma sambuddhamatulang sacchadhamma yanuttamang abhivadiyapasissang abhidhammakkhasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì trước trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khai. Dạ, chúng tôi chưa tâm đức chào tất cả quý vị. Rồi buổi học hôm nay chúng ta cũng có hai phần, phần thứ nhất là đọc Bali và phần thứ hai là vô bài học. Rồi xin mời Sít Nhật Quỳnh post bài để cho tất cả quan hệ được có bài để đọc ạ. Rồi, xin mời quý vị nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khai. Nam mô Sang Khai. Dạ. Dạ. Con kính lễ ngài Trí Đức. Con kính lễ chư tôn đức tăng. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nhà con chật quá, thành ra có nhiều âm thanh. Dạ, khó nghe quá, con xin sám hối. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Akusala sangaha, tâm sở bất thiện phối hợp. Akusale su bana mồ hồ ahiri căng anot tập bằng út thắt chăng cha tí chát ta rồ mê chê tá si ca sắp ba kusala sa tha ra na na ma sắp bê su bí đoà đá sa cú xá lệ số láp phàn tí. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tạm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Hai, lô phô át tha số lô phá xá há gát tê gát tê quê quá lắp phát tí
Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Đích thí chá tú su, đích thí gá tá, sâm bá dút tê su, tà kiến nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. Dạ, con đọc tiếp. Ma no cha tú su đích thí gá ta quýt ba yút tề su, ngã mạng nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Ba đô sô lá sa mắt chá ri dằn cút cúc chăng cha duy su ba tí gác chích tề số sân tật lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. 4. Thi năng mít thằng bành chá số sát sằng khà rí cá chích tề số hôn trầm và thủy miên. 10. Nằm trong năm loại tâm hỗ trợ. 5. Quý chí kích chà, quý chí kích chà, xá há, gá tá, chích, tề, dê, quá, láp, phá tì, tí, hoài nghi chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Sắp bà buôn nhê xú, chát tà rô. Lô phá mù lề tá dô gát tà đô xá mù lề xú chát tà rô xá sằng khà rề đoá dằn tá thà quý chí kích chà quý chí kích chà chích tề chà tí chát tút đá xá đoà Đát à cú xá lét quê quá. Đòa đát à cú xá lét quê quá. Sầm bá dút tràn tí. Bành chá thà. Tóm lược. Bốn được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện. Ba trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, bốn trong những loại tâm bắt nguồn từ căn sân, và hai từ các loại tâm có hỗ trợ. Hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng 12 tâm vương bất thiện bằng năm cách. Ba ác cô ác cốc chí măng áo quá thí măng nói mắng tôi đánh tôi á chí ní măng á hà xí mề áp chế tôi cướp tôi dê chá tăng ú bán này hàn tí này người cố chấp ấy về rằng tê sằng ná sầm ma tí hận lòng người chẳng nguôi. Câu số 4. Ác cốc chí măng, áo quá thí nặng thí măng. Nó thắng tôi đánh tôi, á chí ní măng. Á cà xê, á cà xì, xí mề,
áp chế tôi, cướp tôi, dê chá tăng, nô bá này hành tí, người không chấp niệm ấy, quê răng, tê xô, bá xăm, má tì tí, hận lòng, tự khắc nguôi. Dạ, con đã xong bài đọc bài hôm nay ạ. Dạ, con kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ, con xin nhường mic lại cho người khác ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Thi Lâm và Duyên có lên đọc bài được không, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và đã xung phong đọc bài. Dạ, Duyên và Thi Lâm có đọc bài không, có cầm mic được không, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính mời quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể cầm mic được thì Nhật Quỳnh kính mời ạ. Dạ, không có thấy vị nào có tín hiệu. Nhật Quỳnh xin phép được trả bài, và nếu vị nào có tín hiệu thì Nhật Quỳnh xin nhận mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin được trả bài. Đang bận phải không? Rồi, bạn đi chút xíu, Nhật Quỳnh đã bài xong rồi. Rồi mời Duyên nha. Akusalasan gaha tâm sở bất thiện phối hợp. Akusale subanamo ho aharikan anotap bang uthat chang cha ti cha ta ro me che tasika sabba kurasatha tạp bà cứu sa la sa tha ra na na ma sắp bê su bị đò ra sa cứu sa lê su lắp phành tích. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. 2. Lô phô át tha su lô Pasaha gatet về valapati, tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Đích thi chatusu đích thi gatasam bayutte su, tà kiến nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. Mano chatusu đích thì gặp ta quyết ba yut tề xúc, ngã mạn nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Ba đô sơ ít sa mắt cha ri dằng cút cút chẳng cha đi xúc bắt đi gặp chít tề xúc, sân tật lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. Bốn thì năng mít thằng ban cha su sa sát hành sanh kha ri ca chít tề su hôm đồng bại miên mười nằm trong năm loại tâm hỗ trợ. Năm vichikicca sa ha gata chít tề về qua lắp phát tì tí, hoài nghi chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Sạp bà buồn nhề xuất chát tà rồ lồ phá mù lề ta dờ gá tà
đồ sa mù lệ su cha ta rô sanh kha rê đo văn ta tha vi chi ki cha vi chi ki cha chích tê cha ti cha tuốt ta sa đo đát a ku sa lét quê qua sầm ba yut chan ti bàn cha tha. Tấm lược 4. Được thấy trong tất cả các loại tâm bất thiện. 3. Trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham. 4. Trong những loại tâm bắt nguồn từ căn sân. Và 2. Từ các loại tâm có hỗ trợ. Hoài nghi. Dạ. Vậy để chút Như Quỳnh xóa đi. Hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng với 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Câu pháp cú số 3. Át cốc chi măng, á quá thi măng, nó mắng tôi, đánh tôi. Át chi nít măng, á hà si mê, áp chế tôi, cướp tôi. Về các tầng, u ba na hay hành tích. Người cố chấp niệm ấy, quê răng tê săn na sam ma tí, hận lòng người chẳng nguôi. Câu pháp cú số 4. A cốc chi măng, a quá thi măng, nó mắng tôi, đánh tôi. A chi nít măng, a hà si mê, áp chế tôi, cướp tôi. Về cho tăng nù, ba này hành tí, người không chấp niệm ấy. Quê răng tê u ba sam ma ti tí, hận lòng tự khắc nguôi. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. À. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con không biết ngài Chí Đức có trước máy không. Dạ, huynh kinh thỉnh ngài Chí Đức đọc bài. Dạ, nếu ngài có trước máy, ngài cho con một tín hiệu để con kính dân bích đến ngài ạ. À. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài Chí Đức ạ. À. Dạ, chắc không hy vọng quá huynh ơi. Lúc này là giờ cao điểm của quý ngài rồi. Dạ. Không hy vọng rồi. Dạ, được may mắn lắm là ngài vào đạo tràng cho giới là mừng lắm rồi. Dạ, tại vì ngày nào cũng phải đi dự lễ dân y rồi phải lo chùa Ngọc Đạt, bữa nay là 27 rồi. Dạ, ngày mai là 28, ngày mốt là 29. Một ngày nữa là mùng 1 là ngày dân y ở chùa Ngọc Đạt rồi. Nên ngài bận dữ lắm. Dạ, bạn nghĩ lắm, lúc này ngài vào sớm ngài mở rung rồi ngài cho giới là mừng dữ lắm. Dạ, ngài phải đi xa nữa, sắp sửa đi xa nữa. Dạ, nên ngài rất là bận. Dạ, thôi thì bây giờ chưa có ai Nhật Quỳnh xin xuống mít ạ. Dạ, ngài không có trước máy rồi. Dạ, nam mô Bích Tha. Dạ, nam mô Tham Ma. Dạ, nam mô Sang Kha. Dạ, dạ quý vị nghe mà. Alo. Dạ, nghe rõ không? Rồi, giờ thôi thấy không thấy ai nữa trơn thì thôi giờ mời cô Mít Ta hoặc là cô Nhật Quỳnh gì đó
lên trình bày lại cái bài cũ, cái bài tuần rồi mình học đó, tâm sở tâm phối đó. Trình bày lại những cái phần mình học lại, lại ôn lại một lần trước khi bước qua bài mới, tại vì cái bài cũ nó cũng khó rắc rối. Mời quý vị lên đọc lại, ví dụ như tâm sở 13, tâm sở thờ tha, rồi 7 miếng hành phối như sao sao đó, rồi khi đến học có thể lên trình bày lại sơ sơ lại ha. Rồi xin mời quý vị nha. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ Nhật Quỳnh xin lỗi Quỳnh sơn suốt nhan chắc Quỳnh cầm mic nhầm. Dạ Nhật Quỳnh xin phép được bỏ tay bỏ mic Quỳnh xuống. Dạ mời chị Mít Ta. Từng rồi học thì lên nói lại ha. Rồi mời chị Mít Ta. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ thầy kêu là đọc lại hay sao thầy? Đọc lại bài kỳ rồi, tóm tắt lại hay sao thầy? Dạ. Dạ thì con thấy kỳ rồi học tâm sở, tâm phối hợp. Thì đã học về cái tâm sở tự tha. Còn có hai nhóm. Nhóm 1 đó là tâm sở biến hành có 7. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền. Tác ý. Và cái nhóm 1 này, tâm sở biến hành này thì nó luôn phối hợp trong 121 tâm, lúc nào cũng có mặt nó. Và còn cái nhóm thứ 2 của tâm sở tờ tha đó là tâm sở biệt cảnh, thì gồm có 6 tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ và dục. Và sáu cái tâm sở biệt cảnh này đó thì nó tùy theo thể loại tâm trạng mà nó phối hợp. Thì thứ nhất là tầm, thì nó phối hợp với 55 tâm, trong đó 44 tâm dục giới và 10 tâm sơ thiền. Và về tứ thì nó phối hợp với 66 tâm, gồm có 55 tâm của tầm đó kết hợp với 11 tâm nhị thiền là 66. Rồi đến ôi da dạ. Dạ, rồi đến thắng giải thì phối hợp với 110 tâm trừ ngũ sanh thức và nghi. Đến cần thì nó phối hợp với 105 tâm cũng trừ ngũ sanh thức, trừ ngũ môn hướng tâm và trừ ra hai cái tâm tiếp theo, trừ luôn ba tâm quan sát. Và đó là cần. Rồi đến hỷ thì nó phối hợp với 51 tâm
là 2 tâm sân và 55 tâm xả. Trừ ra 2 tâm thân thức và trừ ra luôn 11 tâm tứ thiền đến dục. Dục thì phối hợp với 101 tâm và trừ ra 20 tâm, đó là 18 tâm vô nhân và 2 tập si. Và đó là xong cái 6 cái tâm sở biệt cảnh mà nó đã phối hợp với các tâm khác. Thì con trình bày như vậy và con xin nói thêm về cái phần sáu cái tâm sở biệt cảnh. Và cái phần mà tiếp theo là kể theo các thứ tự các loại tâm này có và không có tâm sở biệt cảnh. Về có 55 tâm, 66 tứ, 78 tháng giải, 73 cần, 51 khỉ và 69 dục. Không, nó không có ở trong 66 tầm, 55 tứ, 11 tháng giải và 16 cần, 70 hỷ và 20 dục. Tầm có 55, không có 66, tức là cộng lại là 121 tâm. Tứ thì có 66 và không có 55, cộng lại 121 tâm. Đó phần có và phần không. Tháng giải thì có 78, không có 11. Và tính theo 89 là 89 tâm. Cần có 73 và không có 16, cộng lại là 89. Hỷ thì có trong 51 và không có trong 70, cộng lại là 121. Dục có trong 69 và không có trong 20, cộng lại là 89. Và con đã tóm tắt theo sự hiểu biết của con như vậy, và con dựa theo cái bài mà thầy đã cho ghi chép, và con xin cho người khác ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin lễ chư tôn đức tăng, và dạ, con kính chào thầy kinh, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, và dạ, con xin phép được đọc bài. Ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta đã cho con biết tín hiệu. Ạ. Akusala Sangaha, tâm sở bất thiện phối hợp.
Akusala le supana moho ahirikan anotapang uthajam jati jataro me jetasika sappa kusala sa tharana nama sabbe subidwa dasa kusale sulafanti. Trong các tâm sở bất thiện có bốn loại này: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. 2. Lô phô át thá sú lô phá sá há gá tê quê quá lắp phá tí. Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Đích thí cha tu su đích thí gá tá sầm bá yu tề su tà kiến, nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. Mà nô cha tu su đích thí gá tá quýt bá yu tề su ngã mạn, nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. Ba đô su isa Macchariyang, Kut Kuk Chang, Cha Duy Su Pat. Dạ, con xin đọc lại tại nó bị nhảy. Ba Đô Sô Isa Macchariyang, Kut Kuk Chang, Cha Duy Su Pat Kha Chit Tê. Sân, tật, lận và hối nằm trong hai loại tâm liên hợp với sân. 4. Thị năng mít thằng bằng chá su xa sẵn khà rít cách chít tề su hôn trầm và thủy miên nằm trong năm loại tâm hỗ trợ. Quý chí kiết trà, quý chí kiết trà xa há gá tá chít tề dề qua lắp phá tì tí hoài nghi chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Sabba bunye suchattaro lo phá mù lệ ta yô gá tà đồ xá mù lệ suchattaro xá sẵn khà rệ đoá dần ta thà quý chí kiết chà, quý chí kiết chà chích tề chà tích chá tút đá xá đoà đá đoà đá a cú xá lết quê quá sầm bái dút tràn ti bằng cha thà. Tóm lược bốn được thấy trong cả các loại tâm bất thiện, ba trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham, bốn trong những loại nguồn từ căn sân và hai từ các loại tâm có hữu trợ. Hoài nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, 14 tâm sở bất thiện chỉ đồng phát sanh cùng 12 tâm vương bất thiện bằng 5 cách. Câu pháp cú số 3. Có chi mằng, áo quá thi mằng, nó mắng tôi, đánh tôi. A chí ni mằng, á hà si mề, áp chế tôi, cướp tôi. Về cha tằng, ô ba na dành, tí. Người cố chấp niệm ấy, quê rằng tề sằng, ná sầm, má tí, hận lòng người chẳng nguôi. Câu pháp cú số 4. Ác cốt chí măng, âu quách thí măng, nó mắng tôi, đánh tôi. Á trí ní măng, á hà xí mẹ, áp chế tôi, cướp tôi. Về cha tăng, nụ ba na dành tí, người không chấp niệm ấy. Quê răng tê xù,
Bát sầm má tỳ tí, hận lòng tự khắc nguôi. Dạ con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, 13 tâm sở tịnh hảo hả? Dạ, trình bày 13 tâm sở tịnh hảo hả? Dạ, 13 tâm sở tợ tha. Trình bày sao? Trình bày như như chị Meta trình bày lúc nãy vậy hả Quỳnh? Hay là đọc bài? Dạ, nhờ Quỳnh một tín hiệu đọc bài hay là trình bày lời dạy của Quỳnh tuần rồi. Học sao nói vậy hả? Dạ, học sao nói vậy. Hơi mệt đó. Dạ, hơi mệt. Nhưng cũng cố gắng nha, cũng cố gắng. Dạ, tâm sở phối hợp. Tâm có 13 tâm sở. Tợ tha có hai nhóm, một tâm sở biến hành có bảy xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Dạ hơi khó. Dạ đúng rồi, nhưng Quỳnh dốt lắm, dốt dốt đi diệu pháp lắm, nhưng cố gắng. Dạ nhóm hai có sáu tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, có khi có khi không. 13 tâm sở tợ tha phối, 7 tâm sở biến hành, 121 tâm và 6 tâm sở biệt cảnh. Tầm phối hợp 55. Trong 55 này là có 44 tâm dục giới cộng 11 tâm sơ thiền. Gồm 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới bằng 44. 11 tâm sơ thiền thì bằng 55 trừ ngũ song thức. Tầm sở có mặt là tầm sở việt cảnh, tầm là áp giới tâm, ném tâm đến đối tượng. Như vậy là sao? Thì ghi sao đọc vậy mà. Sai hả? Dạ, sai thôi. Giờ bỏ đi ha, bỏ chữ tầm đi ha. Chỉ nói cái dục cái tầm có mấy mươi lăm thôi phải không? Dạ. Tứ phối hợp 66 tâm, có 55 tâm cộng 11 nhị thiền thắng giải. Phối hợp 110 tâm trừ ngũ song thức nghi. Dạ, 110 trong đó có 78 cần. Phối hợp 105 tâm hoặc 78 73 trừ ngũ song thức. Hỷ có 51 tâm trừ 2 tâm sân, trừ 55 tâm xả, trừ 2 thân thức, trừ 11 tứ thiền. Dục gì đây? 101 tâm trừ 18 tâm vô nhân, trừ 2 tâm si. Tâm sở tứ có 66, gồm có 5 của tầm, 11 của nhị thiền, 55 của tầm và 11 của nhị thiền là thành 66. Thắng giải có 110, 278 trừ ngũ song thức, 10 trừ 1 tâm nghi. Tâm sở cần phối hợp với 73 tâm hoặc
hoặc 105 tâm trừ ngũ sông thức. Tâm có 121 trừ 16 còn 105, sở cần có mặt trong 105 tâm. Tâm sở hỷ có mặt trong 51 năm trừ 2 tâm sân, 55 tâm xả, 2 thân thức và 11 tứ thiền. Tâm sở làm phận sự hỷ. Tâm sở dục hợp với 101 tâm, 26, 29 tâm. Phần kết kể theo thứ tự các loại tâm này là có và không. Có tâm sở biệt cảnh, có 55 tầm, 66 tứ, 78 thắng giải, 73 cần, 51 hỷ, 69 dục, không, 6, 66 tầm trừ 55 tứ. 66 tầm, 55 tứ, 11 thắng giải, 16 cần, 70 hỷ, 20 dục. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ biết tới đó thôi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, kính mời Quỳnh chỉ dạy ạ. À, Nam Mô Bích Thai giá. Alo, có gì nghe không ạ? Rõ hả? Chị Quỳnh học ghi kiểu đó thôi sao hiểu được, đọc đọc sao hiểu, mấy cô mấy ta còn trình bày còn đúng được, trình bày đúng thì chị Quỳnh đọc chặt lắc ra bữa chép làm sao vậy, chép làm sao nó thiếu tùm lum tà lá sao hiểu được bài, không lẽ học để cho có trời. Còn cho Nguyễn chắc cũng trốn luôn rồi, chắc không có học bài đâu có lên được nữa. Ây cha, vụ này căng vô cái phần bắt đầu từ từ vô đây nó khó mà cái này mệt á. Dạ, không biết Vinh sao lại. Thôi giờ cái chịu khó coi lại nha, chịu khó về lấy bài lại coi lại ghi rõ ràng hiểu mới được chứ, nhưng thôi giờ không lẽ giờ học lại nữa mệt quá đúng chưa. Rồi hôm nay đi qua bài mới, đi qua bài mới cho mai đâu gì chịu khó ôn lại. Rồi giờ mình học tiếp là 14 tâm sở bất thiện phối. 14 tâm sở bất thiện kệ về rồi có đừng lễ nhà làm gì chị hai, lấy bài ra coi chứ nghe lại nữa chứ. Mười học 14 tâm sở, 13 tâm sở tha không, rồi giờ tới 14 tâm sở bất thiện phối nè. Rồi 14 tâm sở bất thiện phối rồi học tiếp đi, ai hiểu được hiểu nha, không hiểu đáng chịu nha. Rồi xin dòng si phần, si phần đánh dấu ngoặc kép, si vô tàm, vô quý, phóng vật, đóng ngoặc. Đóng ngoặc có 2 chấm, có 12 tâm bất thiện. Rồi xin dòng tham 2 chấm, 8 tâm tham. Xin dòng tà kiến 2 chấm, 4 tâm tham hợp tà. Ngã mạng 2 chấm, 4 tâm tham ly tà. Sân tật lận hối 2 chấm, 2 tâm sân.
sân tật lận hối hai tâm sân, rồi hôn thủy tức là hôn trầm thủy biên đó, viết tắt là hôn thủy, năm tâm hữu trợ cái dòng nghi si và nghi. Rồi, đó là cái sơ đồ về 14 tâm sở bất thiện đó, phối với tâm ha. Thì giờ chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất là si phần, tức là mình học là tâm sở thì có si phần là có si vô tàm, vô quý, phóng vật, đúng chưa? Thì giờ si phần này á, là thuộc về tâm sở gì quý vị? Alo, si phần thuộc tâm sở gì? Quên hết rồi. Thì bất thiện đúng rồi, mà bất thiện gì cũng được chứ. Mới kêu là si phần có bốn si và vũ phóng vật, đó là thuộc tâm sở bất thiện gì? Quên hết rồi. Châu Nguyễn, tâm sở bất thiện gì? Cô mấy ta bất thiện biến hành, đúng rồi, xa thú bất thiện biến hành gì ngoại nghi trong đó nhảy trong ngữ gì bạn này. Si phần được gọi là tâm sở bất thiện biến hành thì nó gồm có bốn tâm sở là si, vô tàm, quý, phóng vật. Thì tâm sở bất thiện biến hành này á được gọi là biến hành bởi vì nó có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện, đúng chưa? Thì được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Thì giờ mình thấy cái bảng ha, si phần có 12 tâm bất thiện, đúng chưa? Thì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện thì được gọi là si tâm, si tâm si bất thiện biến hành đó. Si phần thuộc về bất thiện biến hành, tâm bất thiện hành, hiểu chưa? Tức là nó có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện, tức là tâm tham nó cũng có si vô tàm vô úy phóng vật, tâm sân nó cũng có si vô tàm vô úy phóng vật, tâm si nó cũng có si vô tàm vô úy phóng vật. Tức là bốn cái tâm sở này luôn luôn hiện hữu, luôn luôn sanh khởi, luôn luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện, không thiếu một tâm sở nào. Nắm được chưa? Alo. Được ha, này dễ ha. Rồi, đó là pha xong cái phần si phần. Rồi tới tham. Tới tâm tham. Tâm sở tham thì có 8 tâm tham. Thì cái này dễ hiểu, tâm sở tham thuộc về nó là căn tham, tức là nó là nhân tham, thì nó có mặt trong 8 tâm tham. Là tâm tham thọ hỷ hợp tạo hỗ trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tạo hỗ trợ vân vân. Thì 8 tâm tham đó nó đều phải có cái căn tham này nó mới được gọi là tâm tham. Thì như vậy tâm sở tham luôn có mặt trong 8 tâm tham, có mặt đầy đủ trong 8 tâm tham. Được chưa? Dễ hiểu không quý vị? Dễ không? Rồi tới tà kiến, đó là tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến thì mình học là tâm sở tham, tâm sở tà kiến, tâm sở ngã mạn, tham tà kiến ngã mạn. Thì giờ tâm sở tham có mặt trong 8 tâm tham. Rồi giờ tới tâm sở tà kiến. Thì tâm sở tà kiến thì nó phải có mặt trong những cái tâm hợp tà thôi, đúng không? Tức là chỉ có mặt trong 4 tâm tham hợp tà. Tức là tâm sở tà kiến này nó không có mặt trong những cái tâm tham ly tà, nó chỉ có mặt trong 4 tâm tham hợp tà. Thì như vậy tâm sở tà kiến được biết là có mặt trong 4 tâm tham hợp tà. Rồi giờ tiếp theo là ngã mạn, tức là tâm sở ngã mạn. Thì tâm sở ngã mạn nó chỉ có mặt trong 4 tâm tham ly tà, nó không có hợp tà. Bởi vì nó không có cái tà kiến thì nó không hợp tà. Ngã mạn nó chỉ sanh trong cái 4 tâm tham ly tà. Rồi, quý vị nắm được chưa? Rồi, tới sân, tật, lận, hối. Bốn cái tâm sở này, tâm sở sân, tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở hối, có mặt trong hai tâm sân. Tức là hai tâm sân này
bốn cái tâm sở này nó có mặt trong hai tâm sân này. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải nên được hiểu rằng á, không phải một lúc mà bốn tâm sở này như tâm sở si phần đâu. Tâm sở sân tật luân hối này nó tùy theo. Ví dụ như sân với tật. Ví dụ như mình có, nếu mình có sân không thì nó chỉ có tâm sở sân trong tâm sân. Nhưng mà nếu mình có tật, tức là có sự ganh tị á, thì lúc đó có sân tật. Còn nếu mình có sự có lận á, tức là có cái sự keo kiệt muốn xỉn nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ có lận với sân. Còn nếu mình có hối, có sự hối hận ăn năn bức rứt á, thì lúc đó chúng ta có hối với lại sân. Tức là bốn cái tâm sở này không phải một lượt mới có, mà nó tùy theo cái tâm trạng của mỗi một lúc mình. Nhưng mà bốn tâm sở này luôn có mặt, nó lúc nào nó ở trong tâm sân hết. Tức là hệ sân như tật nó cũng nằm trong tâm sân, sân như lận nó cũng nằm trong tâm sân, sân hối nó cũng nằm trong tâm sân. Đó là cái nó, bởi vì nó không phải là tâm sở bất thiện biến hành, nó không phải biến hành mà nó là biệt cảnh. Quý vị nắm được chưa? Nắm được cái phần này không? Alo. Hiểu chỗ này không? Ví dụ giờ mình có một cái tâm trạng mà nóng nảy, sân hận, bực bội, tức tối ai đó, thì lúc đó mình chỉ có tâm sở sân, đồng sanh trong tâm sân. Đúng chưa? Rồi, nhưng mà khi mà mình có cái sự mà là ganh tị với người khác, ganh tị tật đối với người ta đó, thấy người ta được này được kia, mình ganh tị, mình bực bội, mình khó chịu, mình ganh với người đó, đó thì lúc đó mình có cái tâm sở tật đi với tâm sở sân. Vậy hễ mà ganh tị thì đương nhiên nó phải có cái sự khó chịu bực bội, thì khó chịu bực bội đó là nó thuộc về sân. Mà cái sự ganh tị hơn thua với người khác thì được gọi là tật. Thì như vậy mình có hai cái tâm sở đi chung là sân với tật. Rồi lận thì khi mình có sự keo kiệt bổn xỉn đó, thì khi mình khởi cái trạng thái tâm keo kiệt bổn xỉn thì nó không có cái tật đó, thì nó đang ở trạng thái keo kiệt mà, thì nó đâu có cái sự ganh tị đó. Thì nó đang keo kiệt bổn xỉn thì lúc đó cũng có trạng thái tâm mình nó cũng ở trạng thái khó chịu, cái trạng thái bức xúc, thì như vậy nó có lận với lại sân, nó chỉ có hai cái thôi. Rồi mình có cái trạng thái mà hối hận ăn năn về cái tội lỗi mình đã làm hoặc là những việc thiện mình chưa làm, cái tâm mình có trạng thái bức rất khó chịu, hối lỗi ăn năn hối hận rồi đó, thì lúc đó có tâm sở hối với tâm sở sân nó đi chung. Thì vậy nó không có một lượt bốn cái, nhưng mà nó có từng cặp tùy theo, thì sân với tật, sân với lận hoặc là sân với hối, cho nên sân tật lận hối là bốn cái này. Mặc dù mình ghi là nó có mặt trong hai tâm sân, nhưng mà mình phải hiểu nó là như vậy, tùy theo cái trạng thái mỗi một cái lúc cái tâm mình sân khởi. Quý vị nắm được chưa? Nắm được chưa? Xin cho biết đây. Rồi, còn mấy ta lắm rồi ha. Rồi, xin Trần Quỳnh sao? Trần Nguyễn sao? Cô Duyên, con này kia nhiều lắm mà sao thấy im ru hết trơn. Nhiều khi nghĩ không biết làm sao mà học được tới đây cũng hay thiệt nhé. 21, có vô tới cái phần gì đó. Sự môn nhân rồi phải vô tới lộ trình tâm nữa, không biết làm sao học nữa, không biết nó. Cô Dương Quỳnh đâu rồi, hiểu chưa? Rồi Trong Nguyễn hiểu không? Ngồi đó nhe răng cười nó chạy. Dạ vậy, dạ chậm hơn rùa bò đó, dạ như vậy. Đọc rề rề hồi xưa chúng tôi học là vô là làm cái rẹt cái từ ra dưới rồi xong qua bài mới, làm cái rẹt lên dưới qua bài mới. Hiểu hiểu, ráng chịu. Về học thấy bà nội luôn. Giờ giảng từng cái một sướng quá. Nắm được chưa? Nắm được cái sân đặc lận hối này chưa? Cho biết đi. Nhật Quỳnh biết chưa? Châu Nguyễn hiểu chưa? Sơn suối hiểu không? Nghe quý vị hiểu không? Hiểu qua tiếp nha. Rồi tới Hôn Thụy hiểu không? Hiểu qua luôn. Cho qua phạ luôn. Rồi Hôn Trầm Thị Miên.
có mặt trong năm tâm hỗ trợ. Năm tâm hỗ trợ là những tâm nào quý vị? Năm tâm hỗ trợ kể ra giùm coi. Năm tâm hỗ trợ đâu hết rồi, trả lại cho thầy hết trơn rồi, chết tôi rồi. Hello, em ru rồi. À, xuống mic nha, mời quý vị lên trình bày nha. Năm tâm hỗ trợ là những loại tâm nào nha? Mời Sít Meta, Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn, Nắng Chiều, vân vân vân, mời quý vị nha. Dạ, Duyên nói là Quỳnh cho nguyên thức hả? Duyên là nguyên thức hả? Chấm hỏi. Dạ. Dạ thấy Nga Thanh đưa lên rồi, nhưng mà như Quỳnh đọc thử coi có đúng không? Dạ, có sai thì học lại không sao. Dạ, năm tâm hỗ trợ là một là hợp tà hỗ trợ, rồi hai là ly tà hỗ trợ, ba là hợp tà. Dạ, có đọc xã hay là thọ xã thọ hỷ gì không Quỳnh? Dạ, hợp tà hỗ trợ là thọ xã, rồi ly tà hỗ trợ thọ xã luôn, một tâm thọ xã, hai ba bốn, hai tâm thọ hỷ và hai tâm thọ xã hỗ trợ. Tâm gì hả? Dạ tâm không trầm thị miên. Rồi một tâm thì hợp hành hỗ trợ là tâm của tâm sân, còn bốn bốn hợp hỗ trợ của tâm tham. Bỏ tay luôn hả? Rồi bỏ tay thôi, xin mời huynh giảng lại đi. Dạ Nam Mô Bổn Thầy á. Dạ Meta hiểu như thế này để Meta trình bày thầy nghe coi có đúng hay không. Dạ cái hôn thủy nó có ở trong năm cái tâm hỗ trợ, đó là ở trong hai cái tâm tham mà thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Và tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ là hai, và thứ ba nữa là tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ, và tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ là bốn. Và một cái tâm sân thọ ưu hợp pháp hỗ trợ là năm. Dạ không biết có đúng không thầy. Dạ con xin trả máy lại cho người khác. Rồi xa thứ xa thứ. À, đúng vậy. Sao chứ quên lên nói tùm lum đây, không đâu đâu trên khổ ghê.
thì năm tâm hữu trợ là bốn tâm tham hữu trợ với một tâm sân hữu trợ thôi, mình biết rồi. Bốn tâm tham hữu trợ là có hai tâm thọ hỷ, hai tâm thọ xả, một cái tâm sân là năm, năm tâm hữu trợ. Thì hữu trợ này thì nó có hai cái tâm sở là hôn trầm và thiện nguyên, nên nó phải trở thành tâm hữu trợ. Nó làm cho bị chậm rề lại, chậm lại, trì trệ lại. Thì như vậy là hôn thủy nó có mặt trong năm tâm hữu trợ, là bốn tham hữu trợ và một sân hữu trợ. Đúng rồi chưa? Rồi, cái cuối cùng là tâm nghi, tâm sở nghi. Thì nó chỉ có mặt trong tâm si hoài nghi, chứ nó không có mặt trong những tâm sở nào khác hết. Nó chỉ có một thôi, là tâm si hoài nghi. Rồi, thì giờ để nói lại từ đầu. Nghe lại từ đầu ha. Si phần. Bạn nghe lại nha, si phần thì nó gồm có bốn tâm sở đúng không? Và si, vô tàm, vô úy, phóng dật. Bốn tâm sở này á, được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Nắm được chưa? Bốn tâm sở này si phần á, được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Bởi vì nó luôn luôn có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện là nói rộng, nói hẹp lại là chỉ có 3 tâm. Là tham sân si cho nó dễ ha, cái mặt trong ba tâm tham sân si. Thì giờ si phần là nó gồm có si vô tàm vô phóng dật nè. Thì khi mà tâm bất thiện sanh lên đương nhiên là phải có cái sự si mê, nếu không si mê không tham không sân không si, đúng chưa? Si này là căn gốc của pháp bất thiện, mà hễ si có mặt thì vô tàm vô úy là phải có mặt, tức là phải có cái sự mà là không hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi thì nó vô tàm vô quý của mặt. Và phóng dật thể tâm bất thiện sanh thì tâm nó sẽ bị trạng thái phóng dật, bay nhảy, nó chạy nhảy theo và bắt theo trần cảnh. Thì như vậy si vô tàm vô quý phóng dật, bốn cái tâm sở này luôn luôn hiện hữu trong 12 tâm bất thiện. Đó là lý do tại sao ta gọi là tâm bất thiện biến hành là như vậy. Khi chúng ta khởi một cái tâm sân lên thì bốn cái này có nè, si và quý phóng dật là có nè, rồi kết hợp với tâm sân, được chưa? Hoặc là khởi tham lên, nếu có si và tàm quý phóng dật đầy đủ, quý vị hiểu không? Quý vị hiểu chỗ này không? Chứ nếu mà mình không có bốn cái này thì mình không có bị rơi vô bất thiện. Nếu mình không có si, không có vô tàm, không có quý phóng dật thì mình không có bị rơi vô trạng thái bất thiện. Thành ra phải tu tập, mà mình phải tu tập như vậy để cho nó khỏi bị rơi này, thì mình tu tập trì phóng dật đi, mình tập định. Tập thiền, tập định vô, định tâm trên một đề mục. Thì khi mình định tâm lên thì nó không có phóng dật, mà phóng dật nó bị chặn cái thì mấy người kia nó cũng đi theo luôn. Có cái quy luật của nó, tức là đối trị của nó. Khi tâm mình nó định thì nó phóng dật nó bị diệt trừ, mà phóng dật không có thì vô tàm vô quý cũng có, mà si cũng có luôn. Thì chúng ta sẽ nhảy qua phần tâm thuộc về tình hảo. Là lý do tại sao si vô tàm quý phóng dật nó luôn có mặt trong hai tâm bất thiện là như vậy. Hiểu rồi ha? Ok. Rồi tâm sở tham có mặt trong tám tâm tham. Bởi vì tâm tham là nó căn bất thiện thuộc về căn tham, hay là gọi là nhân tham. Nhân tham này nó có mặt trong tám tâm tham là chuyện đương nhiên, phải vậy ha. Bởi vì tám tâm tham này được định danh định hình lên thì cũng tại do nó. Tâm sở tham nó nhảy vô trong tâm thì được đặt là tám tâm tham. Được là tâm tham mà phối hợp theo này kia thì có là tám. Nhưng mà căn gốc là chỉ là một cái tâm sở tham, giống như nước là nước trong thôi ha. Thí dụ mà nuôi một ly nước trong, nước lọc trong nó chưa có một cái gì thì không có tên tuổi vậy đó. Nhưng mà giờ khi mình bỏ một cái miếng chanh vô thì thành nước chanh, hoặc là mình bỏ một miếng muối vô thành nước muối, hoặc là mình bỏ một miếng cà phê vô thành cà phê. Thì như vậy cái tâm thật sự nó chỉ là một, nó chỉ là sự biết thôi, nhưng mà khi mình quăng cái tâm sở tham này vô trở thành tâm tham. Hiểu không? Quý vị hiểu không? Alo. Nắng chiều nghe hiểu không? Nắng chiều đâu rồi? Dạ dễ ợt hả? Đúng rồi. Quan hỷ dễ ợt liền. Rồi tham hiểu ha, dễ ạt. Tà kiến là tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến thì đương nhiên là nó phải kết hợp trong bốn tâm tham hợp tà. Bởi vì nếu không có tà kiến thì không gọi là hợp tà,
Thì cho nên tâm sở hành kiến này nó luôn có mặt trong bốn tâm tham hợp tà, và nó không có mặt trong những tâm tham ly tà. Đó vậy. Rồi ngã mạn là bắt đầu có cái sự cao cống ngã mạn, hơn thua này kia, có sự phân biệt biết mình giỏi mình dở, thì những cái này nó không có tà kiến nhảy vô được. Thì ngã mạn nó chỉ có mặt trong bốn tâm tham ly tà. Cho nên ngã mạn nó có mặt hiện hữu trong bốn tâm tham ly tà, không có mặt trong bốn tâm tham hợp tà. Và ý nghĩa nó là như vậy. Mình phải hiểu ý nghĩa đó mình mới nhớ được bài, chứ mình không hiểu mình khó nhớ. Rồi đó là ngã mạn. Rồi tới sân tật luận hối như đã trình bày ha, giờ mình nghe lại. Thì sân tật luận hối này là bốn cái tâm sở này thuộc về sân phần, bốn tâm sở thuộc về nhóm sân phần, học rồi hết ra bây giờ phải ôn lại để nhớ luôn ha. Nhóm sân phần gồm có sân tật luận hối, thì bốn cái tâm sở sân phần này nó có mặt trong hai tâm sân. Bởi vì cái sân làm chủ, sân là nhân bất thiện, là căn bất thiện, nó là một trong ba nhân, là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì sân này cũng là nhân bất thiện, thì khi tâm sở sân này nó sanh trong tâm, đồng sanh trong tâm thì nó trở thành tâm sân. Còn tâm sở tham mà nó đồng sanh trong tâm tham thì thành ra tâm tham. Cho nên tâm sở sân khi nó nhảy vô cái ly nước trong, nó trở thành là ly nước sân, thì gọi là tâm sân. Rồi sân tật luận hối, bốn cái này nó không phải có một lúc bốn cái, nó không có giống như là si vô tàm như quý phóng dật. Si vô tàm như quý phóng dật thì một lượt nó nhảy vô lượt một trong tâm, nó trong 12 tâm thiện luôn. Còn sân tật luận hối này nó không có, nó tùy theo. Chúng ta nên được hiểu nó giống như tâm sở biệt cảnh vậy đó, mà nó thuộc về tâm sở bất thiện biệt cảnh ha. Ví dụ như giờ mình có cái sự, ví dụ cô Nhật Quỳnh ganh tị với lại Châu Nguyễn, tự nhiên khởi lên tâm ganh tị, nói Châu Nguyễn nó trẻ hơn, nó đẹp hơn, thông minh hơn, nhạy bén hơn, lanh lẹ hơn, vân vân, thì tâm ganh tị sanh lên, thì đó tâm sở tật nó sanh lên. Khi tâm sở tật nó sanh lên thì cái trong lòng mình nó cũng có cái sự bực bội khó chịu, thì như vậy tâm sở tật nó phải đi với tâm sở sân. Bây giờ hiểu được chưa? Ví dụ như nắng chiều ganh tị với cô Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh vô học trước tôi, cô Nhật Quỳnh đọc Pali giỏi hơn tôi, này nghe nọ, thì cái tâm sở tật sanh lên ganh tị cho cô Nhật Quỳnh. Mà khi đó cái tâm sở tật sanh lên thì sân hận nó cũng sanh theo, cái sự khó chịu bực bội trong lòng nó cũng sanh theo. Thì như vậy lúc đó mình có sự sân và tật. Hiểu chưa? Nắng chiều hiểu chưa? Hiểu chưa? Hay dễ ủi nữa, chắc dễ ạt luôn cái gì đó không? Alo, quý vị nắm được này chưa? Alo. Sáng chiều hiểu chưa? Cô Nhật Quỳnh hiểu không? Châu Nguyễn sao rồi? Ngồi nghe răng cười hoài. Rồi ha, hiểu ha. Rồi tới lận, tức là sự keo kiệt bủn xỉn. Khi mà mình có một cái trạng thái tâm mà khởi lên cái sự keo kiệt bủn xỉn vậy đó. Ví dụ như có người lại kêu nói cô Nhật Quỳnh cho mượn ngàn đô để về Việt Nam, cái tâm cô Nhật Quỳnh khởi lên sự keo kiệt bủn xỉn, khởi lên cái tâm sao lận sanh lên. Đâu có cho, mày ngu sao cho, tâm sao lận cho mượn mày mà giật tao sao, cái tâm keo kiệt sanh lên. Thì trong đó lúc mà keo kiệt sanh lên thì cái tâm sân nó cũng sanh theo, tâm sở sân cũng sanh theo. Thì như vậy sân với là lận nó sanh theo. Cái sự keo kiệt bổn xỉn khó chịu trong lòng bực bội. Thì như vậy chúng ta sẽ có hai tâm sở sân và lận đồng sanh trong hai tâm sân. Đúng chưa? Rồi tới tâm sở hối. Khi mình có cái sự gì hối hận ăn năn bức rút bức xúc khó chịu về những cái tội lỗi mình đã làm, hoặc là những việc thiện mình chưa làm, mình cảm thấy mình khó chịu bức rứt ăn năn, thì khi đó tâm sở hối nó sanh khởi đi chung với tâm sở sân, bởi vì cũng có sự khó chịu bức rứt, sự mà bức xúc trong cái tâm hồn. Thì như vậy chúng ta có sân và hối. Thì như vậy đi từng cặp sân tật, sân lận, sân hối, chứ không thể nào có sân tật lận hoặc là sân lận hối hoặc là
sân tật lẫn thói, không thể nào có lừa như vậy, chỉ có một từng cặp vậy thôi. Thì như vậy đó là biệt cảnh thuộc về bất thiện, sân tật lẫn thói. Rồi nắm được chưa quý vị, hiểu không quý vị ơi, cho biết đi. Rồi nắng chiều hiểu ha, ok dễ ủi ha. Rồi tới hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm là giả dự uể oải, thủy miên là buồn ngủ, tâm muốn chìm đắm vô trong giấc ngủ. Thì cái hôn trầm thủy miên này nó chỉ có mặt trong năm tâm hỗ trợ, tức là những cái tâm mà bị hơi yếu đuối khi mà nó khởi lên, nó bị yếu như bốn tâm tham hỗ trợ, bốn tâm tham hỗ trợ, một tâm sân hỗ trợ, và những cái tâm này sanh lên nó yếu, nó cần phải có sự trợ giúp nó mới hoạt động được. Bởi vì nó do hai thằng này, do hai thằng hôn thủy này nó sanh vô, làm cho tâm bị yếu, bị chậm. Đó là rề rề chẳng hạn như mình ngồi nghe không hiểu, rồi cái tâm nó rề rề, nó hôn trầm thì miên, tâm nó quể quải thì nó rơi vô cái tâm tham hữu trợ, hoặc là tâm si phóng dật, ngồi đó tâm phóng dật tùm lum tà la. Rồi hôn thị này thì nó có mặt trong năm tâm hỗ trợ, là bốn tâm hỗ trợ, một sân hỗ trợ. Những cái tâm nào hỗ trợ cần sự trợ giúp thì lúc đó là nó đang có hai thằng này, hôn trầm và thị miên. Rồi tâm sở nghi và chỉ có si hoài nghi. Nghi nó chỉ có mặt trong tâm si hoài nghi. Tâm si có hai là tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, thì nghi nó chỉ có một, si hoài nghi. Rồi quý vị nắm được chưa? Thì ngã mạn thì nó đâu có tà kiến đâu, làm sao nó đi với hợp tà được, thì bắt buộc nó phải đi với ly tà thôi. Không hợp tà thì là ly tà, tức là ngã mạn nó nằm bên bốn tâm tham mà không có hợp tà thì được gọi là ly tà. Đúng chưa? Tức là ly tà nó chẳng là cái gì đó, nó tức là một cái trường hợp trạng thái tâm không có hợp tà thôi, hiểu không? Tức là lúc đó thì, tại vì ngã mạn nó sanh lên, nó không thể nào có tà kiến được, không thể nào có cái tà kiến sanh vô. Nó sanh riêng, nó có sự cao cống ngã mạn thì lúc đó nó đâu có thấy sai, nó thấy nó đâu có bị rơi vô cái trường hợp mê tín, mê lầm tà kiến nào. Thì nó ngã mạn nó sanh riêng, nó sanh riêng thì nó không thể rơi vô trong cái tâm hợp tà, mà nó không có mặt trong tâm hợp tà thì nó mặt trong tâm tham ly tà thôi, đúng chưa? Rồi nắm được chưa quý vị? Alo. Được không? Rồi giờ mình rồi, tiếp luôn cái này là từng tới ôn lại sao. 25 tâm sở tình hảo phối, 25 tâm sở tình hảo phối. Mười chín tâm sở tình hảo biến hành, hai chấm, 59 tâm tịnh hảo, 59 tâm tịnh hảo. Ba giới phần, hai chấm, 16 tâm, 16 tâm ở ngoài, 8 siêu thế cộng 8 dục giới tịnh hảo. Đúng không ạ? Rồi, số 2 vô lượng phần, 2 chấm, 2 vô lượng phần, 28 tâm, mở ngoặc, 12 thiền sắc giới, cộng 8 thiện dục giới, cộng 8 di tác dục giới, đóng ngoặc. Mười hai thiện sắc giới, đúng chưa? Cộng 8 thiện dục giới, 8 thiện dục giới, cộng 8 di tác dục giới,
rồi đúng rồi, rồi xuống dòng tuệ quyền, tức là tâm sở tuệ quyền á, tuệ quyền 2.47 tâm, 47 tâm mở ngoặc, 12 dục giới hợp trí, 12 dục giới hợp trí cộng 27 đáo đại cộng 8 siêu thế. Mười hai dục giới hợp trí, 27 đáo đại tất cả, rồi đúng rồi đó. Rồi như vậy là xong phần 25 tâm sở tịnh hảo phối hợp với tâm, dễ quá không? Dạ có chút xíu không? Easy, không có gì khó. Rồi bây giờ 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, được gọi là biến hành bởi vì nó có mặt trong tất cả các tâm, mà giờ tịnh hảo biến hành là có mặt trong tất cả các tâm tịnh hảo, thì tâm tịnh hảo có 59 tâm. Rồi quý vị nào lên kể dùm 59 tâm tịnh hảo coi. Rồi mời quý vị lên coi nha. Rồi sư Phong lên này.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, thưa thầy, bây giờ kể ra 59 tâm tịnh hảo hay là đúng thưa thầy? Dạ, con cảm ơn con Metta. Dạ, năm tâm tịnh hảo đó, dạ, bao gồm là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Ủa, cái này nó giống cái hồi nãy thầy nói, nhưng mà bây giờ liệt kê ra luôn hay sao ạ? 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại và 8 tâm siêu thế, đó là 59 tâm. Dạ, ủa vậy thôi hả thầy? Dạ, con cảm ơn thầy. Xa lắm, xa lắm. Vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Không là kể là từng tâm. Vậy đủ rồi. Vậy đủ rồi, tức là 59 tâm tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo, đúng không? Là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm quả, 8 tâm di tác là 24, cộng 27 đáo đại, tức là 15 sắc giới và 12 vô sắc giới, cộng 8 siêu thế. Mà 8 siêu thế là mình nói gọn thôi là 8 siêu thế. À, 8 siêu thế, hoặc là nếu mà tính ra 40 siêu thế thì thành ra cái số khác, thay vì 59 là nó 91. Nhưng mà mình tính 8 thôi cho nó gọn ha. Thì như vậy 19 tâm sở biến hành này á, có mặt trong 59 tâm tịnh hảo. À, tức là trong tất cả những tâm tịnh hảo đều có 19 tâm sở biến hành này hết. Rồi, bây giờ mời cô Nhật Quỳnh. Cô Như Quỳnh chuẩn bị chưa? Giơ cái tay lên cái coi. Cô Như Quỳnh đó rồi. Alo. Giơ cái tay cô Như Quỳnh lên coi. Rồi, cô Như Quỳnh lên đọc 19 cái tâm sở tình hảo biến hành coi. Đọc liền cái coi. Rồi, mời cô. Dạ, Như Quỳnh xin sám hối. Như Quỳnh nghe Quỳnh biểu kể người mà 59 tâm tịnh hảo của Nhật Quỳnh nhìn vô bản niêu như đám rừng luôn. Chị thấy ở trong bản niêu của Nhật Quỳnh là 24 tâm dục giới tịnh hảo, rồi 15 tâm sắc giới, rồi 12 tâm vô sắc giới, cộng lại là 20 tâm đáo đại. Mà Quỳnh biểu đọc 59 tâm tịnh hảo, Nhật Quỳnh rối bù luôn. Dạ, không biết được tin nên là đâu có dám giúp chích đâu. Rồi bây giờ Quỳnh kêu đọc thì đọc như sau: đọc là 8 tâm thiện, rồi 8 tâm quả, rồi 8 tâm di tác hay là sao Quỳnh? Và Nhật Quỳnh không có hiểu bài. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh không biết 19 tâm sở tịnh hảo biến hành là nó nằm ở đâu. Dạ, Nhật Quỳnh không có nhìn vào bản niêu, Nhật Quỳnh không có hiểu. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh chỉ dạy giùm ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thầy kêu đọc 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Đó là tính niệm tàm quý vô tàm vô sân, hành xả tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân và chánh tâm. Dạ, Metta xin hết ạ. À, xa thú, 19 tâm sở tình thái biến hành như vậy thôi, cô Nhật Quỳnh cũng không nhớ. Nhưng mà cô Metta đọc trật một cái nha. Tính niệm tàm quý vô tham chứ không phải vô tàm. Đọc lại đọc trật cho nó chứ nào. Vô tham, vô sân, hành xả. Đọc trật lại chứ. Tình thân, tình tâm, kinh thân, kinh tâm, như thân, như tâm, thích thân, tâm, thân, tâm, chánh thân, tâm. Tầng 19 tâm sở tình thái biến hành. Rồi, xin Nhật Quỳnh giơ tay là muốn gì đây? Mời xin nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy chị Metta đọc thì Nhật Quỳnh biết rồi. Dạ, Quỳnh kêu
đọc bên tâm sở mà Nhật Quỳnh coi bên tâm vương nên là Nhật Quỳnh rối. Dạ cảm ơn cho Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, dạ thì Nhật Quỳnh thấy được rồi. Dạ mà 19 tâm sở hữu tịnh hảo biến hành thì có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu thân thích thân thích thân thích tâm thích thuần tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm. Là 19 tâm sở biến hành. Dạ. Không phải luôn hả? Dạ, cảm ơn Quỳnh. À, xa thấu là đúng rồi, không phải người khác. Người dù trước nhưng mà hiểu sao này. Rồi, là 19 tâm sở tình hảo biến hành là như vậy ha. À, thì lặp lại 19 cái tâm sở tình hảo biến hành đó, nó luôn có mặt trong những tâm tình nào về tình hảo nó đều có mặt hết. Tức là còn có 59 tâm tình hảo, tức là 24 tâm dục giới tình hảo, 27 tâm đa đại cũng thuộc tình hảo, và 8 hoặc 40 siêu thế thuộc về tình hảo. Thì như vậy mình hiểu được rằng là 19 tâm sở tình hảo biến hành, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm đồng thân chánh thân chánh tâm, là những cái tâm sở biến hành này luôn có mặt trong tất cả những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm mà sáng chói nha. Thì như vậy đó là chúng ta đã biết được cái phần thứ nhất là như vậy. Rồi tới ba giới phần. Ba giới phần là gì quý vị, kể thử nghe quý vị. Ba giới phần. Alo. Tính ngữ tính mạng, rồi tính ngữ nghiệp mạng là ba cái giới phần. Thì ba giới phần này như cái bản thì cái bài phần viết ở trên, bài sơ đồ trên thì mình có ba giới phần thì nó có mặt trong 16 tâm, đúng chưa? Ghi cái đó lại, bỏ cái đó xuống lại cho Nguyễn. Giới phần có mặt trong 16 tâm là 8 tâm siêu thế và 8 tâm thiện dục giới tình hảo, 8 siêu thế và 8 dục giới, 8 thiện đi cho nó rõ ràng, 8 thiện dục giới tình hảo. Em ghi vô thiện dục giới tình hảo vô đây ha. Rồi bây giờ phải hiểu cái này, ba cái giới phần chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, tại sao nó chỉ có mặt trong 8 thiện dục giới tình hảo mà nó không có mặt trong 8 tâm di tác dục giới tình hảo? Quý vị lên nói được không? Tại sao nó chỉ có mặt trong 8 tâm thiện dục giới tình hảo mà nó không có mặt trong 8 tâm di tác dục giới tình hảo? 8 siêu thế mình không nói rồi. Giới phần trong 8 siêu thế thì nó thuộc về nằm trong bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là trong bát chánh đạo thì 8 siêu thế là bắt buộc phải có. Là ba giới phần này. Nhưng mà về cái 8 tâm thiện dục giới tình hảo nó có mặt giới phần, mà tại sao 8 tâm di tác dục giới tình hảo nó không có mặt? Rồi mời quý vị lên trình bày nha.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, tại sao tám tâm di tác dục giới tịnh hậu không có mặt giới phần? Dạ, theo Nhật Quỳnh hiểu thì tâm di tác là thuộc về tâm tố, tâm của bậc A-la-hán rồi, nên thì đâu còn gì nữa để mà gọi là giới, hay là đâu còn mà phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gì. Quý ngài đã không còn gì nữa, khi mà quý ngài làm việc gì thì không còn cái tạo tác, thì Nhật Quỳnh nghĩ là nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vì quý ngài đã có sẵn rồi, không còn phải giữ trong đó nữa. Dạ, có phải như vậy không Huynh? Dạ, nhờ Huynh chỉ dạy lại ạ. À, xa thú trên Nhật Quỳnh, 10 điểm nha, không ăn học dịch ế nha, 10 điểm. Nhưng mà Thanh Nguyễn, Thanh gì đó, 119 nói thật đó nha. Các vị A-la-hán không tạo nghiệp nữa, họ luôn có những giới này là đặt ha. Đối với bậc A-la-hán thì không còn gì phải làm, để gánh nặng nó được đặt xuống, không còn gì phải làm hết. Thì giới phần không có mặt, không cần phải có mặt trong tâm di tác. Tâm di tác là hoàn toàn trong sạch, không cần phải giữ giới nữa. Mình không thể nói là có, luôn có được. Cái đó là đặt ạ. Rồi, nắm được ha, ok ha. Rồi, cho nên ba cái giới phần này có mặt trong 16 tâm, tức là 8 tâm siêu thế. Là 8 siêu thế là sơ 4 sơ đạo, là 4 4 đạo, 4 quả, đúng không quý vị? Là 8 siêu thế. Thì khi một người chứng đắc đạo quả thì luôn luôn là cái 8 cái giới phần ấy, ba cái giới phần này nó luôn có mặt. Nó nằm trong cái bát chánh đạo, tức là bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới phần. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần, và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ phần. Thì đối với 8 siêu thế này đó, 8 cái chi phần, 8 cái bát chánh đạo đó, 8 chi phần bát chánh đạo nó có mặt cùng một lúc luôn trong cái tâm đạo tâm quả. Thì như vậy ba giới phần này là có mặt trong 8 siêu thế. Và 8 thiện dục giới tịnh hảo, tức là khi mình bình thường, ví dụ như mình giữ giới nè, mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì lúc đó cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, một trong 8 tâm thiện giới tịnh hảo nó làm. Đúng chưa? Bây giờ nắm được chưa? Rồi, khi giờ mình nói tới đây thì mình nói qua cái tâm đáo đại, những cái tâm thiền. Tại sao những cái tâm thiền nó cũng không có? Bây giờ thấy không? Tâm thiền nó cũng không có như ba giới phần này. Bởi vì những cái tâm thiền là những cái tâm mà ta đang là đắc thiền, ta đang trong cái trạng thái thiền thì ta đâu có bên phần giới. Có cái tác ý giữ giới lúc đó đâu, cái tâm là những cái tâm mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì nó không có giới phần đó luôn. Thì như vậy tại sao lý do mà không có 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo và 27 tâm đáo đại là như vậy? Giới phần nó chỉ có mặt trong 16 tâm, 8 siêu thế và 8 thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, bây giờ nắm được chưa? Alo. Rồi, xong. Tới hai vô lượng phần. Hai vô lượng phần, ghi cái đó lại, xuống lại cho Nguyễn. Hai vô lượng phần thì có 28 tâm, là 12 thiền sắc giới, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới. Rồi, ai lên kể dùm 12 thiền sắc giới dùm cái lại gì? 12 thiền sắc giới. Rồi, sẵn cho Nguyễn lên cầm mic nói luôn đi, 12 thiền sắc giới là gì? Rồi, mời quý vị nha.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, huynh kêu kể 12 thiền sắc giới hay là thiền hạ thiện sắc giới huynh. Dạ, Nhật Quỳnh không có hiểu rõ cái chỗ này đó. Dạ. Thiền 12 thiền sắc giới. Thì hai thiền khác giới có phải mình kể là bốn tâm thiện, bốn tâm quả và bốn tâm duy tác không Vinh? Phải mình đọc cái chỗ đó không? Dạ, vậy là đúng hả? Rất là, tại vì trong bản niêu thì ghi một cách khác, rồi Vinh nói một cách khác nên Vinh nhìn Vinh hoài không hiểu. Dạ, cảm ơn Vinh. Vậy là, nhưng tại sao? Tại sao vì với tùy hỷ là hai sở hữu vô lượng phần này hợp không? 12 là 15 phải không? Dạ, để Nhật Quỳnh đọc coi lại nha. Dạ, Nhật Quỳnh coi lại. Bi và tùy hỷ. Bi thì hỷ không, bi và tùy hỷ mà trong 12 thiền sắc giới tại sao không là 15 là 12? Là lý do là trong cái thiền sắc giới này thì là thiền sơ quả nên nó là còn tâm bi và tâm tùy hỷ. Dạ, như Quỳnh hiểu như vậy không biết có đúng không? Dạ, kính mời Quỳnh chỉ dạy ạ. Dạ sai hả? Dạ vậy thôi, nhờ huynh chỉ giùm ạ. À, nam mô Phật Thầy á, thì chắc nghĩ không ra luôn là gì. Rồi giờ để giải thích cho quý vị là cái chỗ này ha. Hai vô lượng phần là bi và tùy hỷ đúng không? Hai tâm sở là bi và tùy hỷ đúng chưa? Bi tùy hỷ là thương xót chúng sanh và quan hỷ hạnh phúc của chúng sanh, là bi và tùy hỷ, hai tâm sở vô lượng phần. Thì hai tâm sở vô lượng này nó có mặt trong 28 tâm. Thứ nhất là bây giờ mình lấy 12 tâm thiền sắc giới, tức là tâm thiền sắc giới là nó có 15. Đúng chưa? Bữa học là nó có 15. Sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền, tức là 5 thiền, 5 tâm thiện thiền, 5 tâm quả và 5 tâm di tác là 15. Là 15 tâm sắc giới, đúng chưa? Mà giờ mình chỉ lấy có 12 thôi. Bởi vì cái thiền thứ 5 á, lấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Còn ngũ thiền nó thuộc về, nó không có hỷ, nó diệt trừ, không có hỷ là lạc, mà nó chỉ còn có xả thôi. Mà vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Thì hai cái tâm sở này nó chỉ có mặt trong, có liên hệ với thọ hỷ và thọ lạc thôi. Thọ xả nó không có, cho nên nó trừ ra ba cái, cuối cùng là ba cái ngũ thiền. Thiện ngũ quả ngũ thiền và duy tác ngũ thiền. Quý vị nắm được chưa?
À vậy thôi, tức là tại cái nó chi kia nó thuộc về nhà, thì xả thôi, là nó chỉ có chi xả thôi, nó không có hỷ lạc. À, thành ra giờ nó chỉ lấy được có 12 thiền sắc giới ở trong hai cái vô lượng thần thôi. Khi mà người ta có khởi tâm vô lượng thần là tâm bi tâm hỷ đó, thì nó chỉ có mặt trong 12 tâm thiền sắc giới thôi. Và có một số chú giải người ta là cho rằng cái tâm bi nó cũng không có mặt trong cái những cái tâm thiền sắc giới này nữa, bởi vì tâm bi nó không có nằm trong cái hỷ lạc mà ta nói vậy, nhưng mà thật sự nó phải có chứ nó không thể không có được. Dùng chữ bi theo kiểu của mình hiểu cái kiểu theo từ ngữ thì nó cũng không đúng chính xác lắm ha, mà giờ mình cứ hiểu theo đúng căn bản đó là hai vô lượng phần là có mặt trong sơ nhị tam tứ tam rồi, sơ nhị tam tứ thiền không có trong ngũ thiền đó, là như vậy là một. Đúng chưa? Rồi tới tám thiền dục giới, tám tâm thiện dục giới thì cái này dễ hiểu ra. Tám tâm thiện dục giới ví dụ như mình bình thường mình không có tu thiền, mình chỉ làm việc thiện thôi, cái mình thấy chúng sanh mình thương xót mà là kia là mình có tâm bi, còn mình có lòng từ yêu thương tất cả mọi người thì đó mình có tâm, mình có tâm quan hỷ và hạnh phúc người khác thì mình có tâm hỷ, thì lúc đó tám tâm thiện nó có mặt rồi. Tám tâm di đắc, di đắc của bậc A La Hán thì cũng có. Bậc A La Hán thì kêu người ta thấy chúng sanh là quan hỷ hạnh phúc của chúng sanh, rồi có tâm hỷ, rồi ta thương có khởi lòng thương xót chúng sanh đau khổ thì có tâm bi. Thì như vậy chúng ta gom lại hai cái tâm sở vô lượng phần này, nó là bi và tùy hỷ, thì nó có mặt trong 28 tâm là 12 thiền sắc giới, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, không có trong ngũ thiền, cộng 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới, thì cộng ra là 28 tâm có mặt, hai tâm sở vô lượng phần này có mặt trong đó. Rồi, nắm chưa quý vị? Được không? Dễ hiểu không? Alo. Huynh đạo huynh có hiểu không ta? Nghe hiểu huynh, dễ hả? Đâu có gì đâu khó hiểu mà. Nghe, nghe, nghe không biết có hiểu không? Rồi dễ nhưng không dễ, dễ hiểu nhưng không dễ. Đây là nhức đầu luôn, khổ ghê. Học cái này á, mình động não gì đó, cái mình trẻ lại gì lắm đó, cô Nhật Quỳnh ơi, cô Bách Tài, học cái mình động não, cái những cái tế bào não của mình nó hoạt động, nó phát triển lại đó, nó sống lại không, rồi cái tuổi mình nó đẻ ra lại. Ví dụ bây giờ cô Nhật Quỳnh, cô người ta là 70 quả mấy rồi, bây giờ mình học này mình động não mình giảm lại 10 tuổi liền, chừng năm sau cái giảm lại xuống còn 10 tuổi, xuống 10 tuổi còn cái... Rồi ok, rồi còn cái cuối cùng là tuệ quyền, tức là tâm sở tuệ quyền, tức là trí tuệ đó, tức là cái khả năng quyền hành của cái trí tuệ đó, thì cái tuệ quyền này nó có mặt trong 47 tâm. À, có mặt trong 47 tâm, ghi xuống, bỏ xuống cái đó lại, tuệ quyền có mặt trong 47 tâm là 12 dục giới hợp trí cộng 27 đáo đại cộng 8 siêu thế. Ai bỏ cái câu xuống lại giùm đi. Tuệ quyền có mặt trong 47 tâm, 12 tâm dục giới hợp trí, 27 đáo đại tám siêu thế. Rồi, rồi quý vị lên kể dùm cái 12 dục giới hợp trí là những cái loại tâm nào, kể dùm ra coi. Rồi, xin mời quý vị nha.
Lô. Bó tay luôn hết hả? Đã vậy, nói này dễ mà nhìn không ra trời. Alo, có gì nghe không? Alo. Quỳnh giơ tay phải không? Rồi nhớ dục giới hợp trí, tức là những cái tâm dục giới hợp với trí tuệ. Thì có 12 thì giờ tính là có 12 năm là nào đó dễ quá trời. Dạ, Nhật Quỳnh liều mạng cho Nhật Quỳnh tính thử. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá trong cái tâm sở hữu trí tuệ và hợp trong 12 tâm dục giới hợp trí, Nhật Quỳnh kể thử một câu thôi nha. Nếu mà đúng thì Quỳnh cho kể tiếp, còn nếu sai thì cũng cho dấu hiệu để đi xuống lẹ lẹ nha. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong trí tuệ này có hợp với 800 mà 12 tâm 12 tâm dục giới hợp trí, gồm có hợp với 200 hợp trí thọ hỷ của tâm thiện là 2, rồi hợp trí của tâm thiện thọ xả là 4, hợp trí của tâm quả thọ hỷ là 6, trí của quả tâm thọ xả là 8, hợp trí của tâm di tác hai cái thọ hỷ là 10, hai cái hợp trí thọ xả của di tác là 12. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá kiều mạng và dạ, kính cảm ơn quý. Ơi xà thú xà thú, đúng chính xác rồi, đây là 10 điểm chính xác ha. À, tức là tuệ quyền nó có mặt trong 12 tâm dục giới hợp trí. Tuệ quyền là trí tuệ thì nó có mặt trong những cái tâm hợp trí thôi, những cái tâm dục giới mà ly trí thì nó không thể có mặt được, đã gọi là ly trí thì không thể có trí tuệ. À, cho nên tâm thiện là thiện, nhưng mà thiện có thiện ly trí và thiện hợp trí. À, là ra có mặt trong 12 tâm dục giới hợp trí, tức là gồm thiện quả và di tác, bốn thiện hợp trí, bốn quả hợp trí và bốn di tác hợp trí. Thì như vậy có 12 tâm thiện, 12 tâm dục giới hợp trí, đúng chưa? Rồi 27 táo đại, 27 táo đại là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, là 27 tâm này được gọi là 27 tâm thiền. À, 27 tâm mà những vị đắc thiền á, thì đắc thiền đương nhiên là phải có trí tuệ mới đắc thiền được, không có trí tuệ thì không thể đắc thiền được. À, cho nên tuệ quyền phải luôn có mặt trong 27 tâm đắc. Vì nắm được chưa? Đúng không? Rồi, 8 tâm siêu thế thì đương nhiên nữa là tuệ siêu thế mà đắc đạo quả mà không có tuệ quyền thì làm sao đắc được. Thành ra đương nhiên là phải có trí tuệ trong đó. Thì nó nói gọn lại, nói rõ ràng lại là tâm sở tuệ quyền có mặt trong 12 tâm dục giới hợp với trí tuệ là 1, 27 tâm thiền đáo đại là 2, và 8 tâm siêu thế là 3 nhóm. Thì như vậy chúng ta có là 2, có là 47 tâm có mặt, tuệ quyền nó có mặt trong 47 tâm. Đúng chưa? 12, 27 với 8 là 47. Rồi ha. Ok. Cái chỗ này bạn tiếp tục phần sau nữa, ôn lại cái bài đã nguyên cái bài này, cái bài tâm sở phối hợp với tâm này chắc phải ôn lại một hai lần nữa, học xong bài học hôm nay tới đây cũng vừa phải lẽ, học nhiều quá liền cái đầu luôn. Rồi mời chị Nhật Quỳnh nha. Dạ, cho Nhật Quỳnh hỏi á, 8 tâm siêu thế là nó nằm trong cái 8 tâm sơ thiền, sơ thiền và nhị thiền phải không Quỳnh? Dạ, Quỳnh cho Nhật Quỳnh
hỏi lại câu này như Quỳnh chưa có hiểu tám tâm siêu thế đó Quỳnh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Tám tâm siêu thế là người ta chỉ lấy bốn đạo bốn quả, tính hàng dọc xuống đó, bốn đạo như là bốn quả vậy thôi, chứ không có tính hàng ngang. À, tính nếu tính tính đủ hết là 40. 40 siêu thế, nhưng mà giờ mình tính gọn cho nó đỡ nhức đầu mấy cái chữ ha. Thì mình tính thì có 8 là 4 đạo 4 quả. Nắm được chưa? Đó là tự quyền nó có mặt trong 8 tâm siêu thế, tức là nó có mặt trong 4 tâm đạo và 4 tâm quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. À là 8 tâm siêu thế. Nhưng mà nếu mà tính hàng dọc hàng ngang lại là sơ thiền nhị sơ thiền sơ đạo nhị thiền sơ đạo tam thiền sơ đạo tứ thiền sơ đạo ngũ thiền, tính hàng ngang lại đó, nó thành ra tới 40, tức là 20 tâm đạo và 20 tâm quả, thành ra tới 40. À, nhưng mà giờ thường thường mình tới mấy cái này mình tính gọn lại cho đỡ khỏi mất công á. À, thì như vậy là chúng ta có một tâm sở tự quyền nó có mặt trong 47 tâm, là 12 tâm dục giới hợp với trí tuệ, 27 tâm đáo đại là thiền, và 8 tâm siêu thế. À, như vậy có tất cả là 47 tâm. Tắm được ha. Rồi, chấm dứt ngưng lớp ngưng cái buổi học hôm nay được ha. À, chúng ta tạm ngưng đây đi, lại kỳ tới là ôn lại nữa. Rồi, cũng do phần phước báo này nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nha cả thể. Bao tu sắp mang lang ra khan sắp đề và ta sắp vượt phá và về nó sẽ là sắp đi và hoàn tu thế. Bao tu sắp mang lang ra khan sắp đề và ta sắp tham man và về nó sẽ là sắp đi và hoàn tu thế. Bao tu sắp mang lang ra khan sắp đề và ta sắp sanh khan và về nó sẽ là sắp đi và hoàn tu thế. Rồi xin mời sư Nhật Quỳnh lên. Sa thú lành thai, dạ Nhật Quỳnh trinh thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân huynh kinh rất là nhiều, đã tận tình chỉ dạy, nhất là Nhật Quỳnh. Dạ, cái đầu Nhật Quỳnh rất là dốt, mà hôm nay thì Nhật Quỳnh cũng đã bạo gan để trả lời những câu hỏi của huynh, cũng đúng được vài câu, cũng rất là mừng. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, huynh kinh đại chúng cái đạo dính pháp, và sau đó thì cũng xin cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng ạ. Uttamang ghê na văn đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tam măng buộc thể vô khá lý tổ đô sau buộc thô khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắc tội lỗi.